Ok, nào mình quay cảnh vòng vòng ở nhà cho nghe coi nè. Nhà công viên vòng vòng là xe đậu hai bên lề đường nè. Vòng vòng nè. Thì hôm nay mình sẽ đi chợ. Thấy không? Các bạn có thấy là xe hơi đậu nhiều nhiều không? Rồi mình đi chợ bằng cái siêu xe. Đây. Đây là cái siêu xe của mình. Đó. Người ta đi bằng xe hơi, ok, mình đi bằng siêu xe, mình có xe hơi nha. Ok, một vài thứ mình muốn giới thiệu với các bạn ha. Đi xe đạp ở Mỹ là phải có nón bảo hiểm. Giống như đi xe máy vậy đó. Cái thứ hai nữa là chìa khóa. Chìa khóa để khóa xe lại ha, lát mình quay cái cảnh phải khóa xe lại như thế nào ha, mình đi chợ bằng xe đạp nè. Cái nữa là mình có ba lô. Mình phải quải lên lưng tại vì ở đây nó không có cái yên hay là gì để mình gàn đồ với hết đó. Nhiều khi mình mua nhiều quá mình phải vải nó trên trên lưng của mình, phải cõng nó trên lưng của mình mới chạy được ha. Ok, hôm nay mình đi đi chợ bằng siêu xe ha. Ai đi xe hơi kệ người ta, mình đi xe đạp đi. Mà mình thắc mắc lắm các bạn ha, ở đây xe hơi đậu ngoài đường lầy hết trơn, không ai lấy hết trơn á, mà xe đạp đậu là bị lấy á nha. Chả hiểu, phải mua cái ống khóa phá lại. Ok, đó mình đi, mình phải đổi nón bảo hiểm chưa, đó là cái an toàn của Mỹ. Có một anh hỏi mình có phải là Angela không, mình phải, Angela là cái bà chủ nhà người Trung Quốc. Ok, mình phải mang cái ba lô vô, đó là mình đi lái xe đạp, chạy xe đạp. Mình nghĩ đi xe đạp chắc quay chắc nó bị giật giật quá à. Không thì mình không có tập trung chạy được, mà mình chạy chậm chắc mình cũng quay được. Ok, hư máy là có điều kiện mua máy khác đó nha. Đó, đây xung quanh đó của mình đi xe đạp. Thì mình mới qua tập xe thì chưa cứng, mới có giấy lý thuyết thôi, người thực hành thì mình chừng đợi chừng nào cứng mình mới đi thực hành, mình không cứng thì người ta cũng cho gớt thôi. Thấy đẹp không, cảnh xung quanh đẹp không? Mình quay cho người nhà mình coi, bạn bè coi, ai thích thì coi, coi cho biết cuộc sống ở bên đây như thế nào, còn biết rồi khỏi coi, đơn giản vậy thôi. Ok, để mình quay mặt trước và cực cho mọi người coi ha. Xe đây, ok, mình đi lên đường này một chút, mình về thì mình về đường khác, mình về đường bên kia, tại vì ở đây nó giống như cái đồi cái hiu này, chắc nếu mình có cái cây quay thì nó sẽ cứng hơn. Nó giật giật thì các bạn không coi được. Đó. Mùa hè này có nhiều người đi cắt cỏ ha. Thì mình quay xe đạp cũng giống như mình đi bộ vậy thôi. Đó. Vòng vòng công viên ở gần đây. Đi xe hơi là không được. Không được cầm điện thoại, đi xe đạp được cầm điện thoại. Kệ, mình quay cho một chút cho coi thôi. Cho coi cảnh đẹp khu vực gần nhà mình. Đó. Xe chạy lên chạy xuống. Ok, khúc này lên dốc hơi ngưng nha. Ok, mệt quá nghỉ mệt chút. Đây là đường xung quanh nhà mình. Mình không có cái gì cầm hết trơn. Mình không có gì cầm. Sợ vòng vòng vậy. Các bạn có hay thấy chữ trinh đó không?
Mệt quá, để từ từ mình nói. Cái chữ reading đó mà có thêm cái bàn tay nữa, giống như là coi bói của Mỹ vậy các bạn ơi. Thì bữa hổm mình đi ngang, ông xã giải thích cho mình nghe, khổng lồ giải thích cho mình nghe đó là coi bói ở Mỹ. À đù, ở Mỹ cũng có coi bói nữa ha. Ok, đường xá nè. Đó, siêu xe của mình đó. Mình quay lại cho người nhà mình coi. Các bạn nào yêu thích thì coi, không biết thì coi. Mình thích quay lại vậy thôi, để làm kỷ niệm. Sau này mình lớn lên, mình già hay là ở đây lâu năm, mình coi lại những thời mình ngây ngô, ngây ngố. Mình... nhất là bạn mình, những người mà không biết nước ngoài muốn tìm hiểu thì ok, mình có thể coi, coi cho biết, coi đặng học hỏi thêm thôi. Ok, mình chạy chậm thôi. Vòng vòng ở bên Mỹ thì mình thấy cũng có nhiều người chia sẻ khi mà họ ở bên đây, thì họ trong trong phim của họ, mình thích mình ở trong phim của mình thích thì mình quay, mình tự do mà, muốn làm gì thì mình làm, thích thì mình làm thôi. Ok, ở đó cái bảng gần trường học đó các bạn, cái xe quẹo 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 vô. Có nhiều người đi bộ. Thì quên, để mình nói một chút xíu nữa. Mới qua đây mình nghĩ mình không biết đi xe đạp mình đi làm sao, nhưng mà mình thay coi lên những cái clip á, xe đạp nó chạy cùng đường với xe hơi luôn các bạn. Nhưng mà mình thì đi cái lằn nhỏ bên trong thôi, cái lằn này là dành cho những người đi bộ á, mà mình thấy thôi đi xe đạp an toàn. Thì mình, nếu mà mình đi xe đạp mà ở ngoài lòng đường vậy á, thì mấy cái xe hơi hay là xe, bất kể xe gì nó bự hơn xe đạp là nó phải nhường đường hết, nó phải tránh xe đạp mình hết. Xe đạp mình được ưu tiên. Nên mà mình thôi, mình thích an toàn nên mình đi cái đường nhỏ này bên trong này cho an toàn, với lại những người mà người ta đạp với cái vận tốc cao thì người ta mới đi. Ok, ở bên kia đường có cái gia đình của mấy chị này, người gì đi không biết, chắc người Mexico hay là người Spaniard gì đó không biết. Ok, mình chỉ nói thêm một chút gì cho các bạn hiểu thôi, cho người nhà mình hiểu thôi. Ok, là mình tới siêu thị rồi nè, khuôn viên vòng vòng siêu thị nè, mấy cái chỗ này là để xe nè, đó. Đây, thấy gì chưa? Siêu xe của mình phải khóa lại. Chẳng những siêu xe của mình đâu, đây có vài chiếc siêu xe nữa nè. Mình thấy cũng mắc cười. Xe hơi thì đậu ngoài đường, đầy đường thì chẳng ai lấy, mà xe đạp là người ta hốt, người ta lụm. Nếu mà mình không khóa lại thì mình có cơ hội, có cơ hội là mình đi ra, mình đi về, mình đi bộ. Ok, mình kêu ông xã mua cái cầm rồi mà nó chưa gửi về nhà, cầm nó hay bị giật giật quá. Siêu thị đó. Mình cũng đi siêu thị luôn. Anh hãy khách hàng cho siêu thị. Ok, vòng vòng ở trong siêu thị cũng giống như Việt Nam vậy thôi. Ở đây là siêu thị của người Tàu. Trời ơi, ở đây mình không có thèm gì hết trơn á, mình thèm rau muống bà cố luôn nè. Hôm nay mình mua được bói rau muống này về mình xào tỏi ăn cho đã cái thèm luôn. Cũng 2 đồng mấy, 3 đồng một bao á, mắc lắm. Với lại mua nước dừa này coi nó ngon không. Xung quanh
xong rồi ba lô trên vai đi ra đi về thôi. Mua cũng ít thôi à, mua nhiều ginh về không có nổi. Khi nào khủng long về rồi đi mua tiếp. Có xe thì quăng lên xe nó đỡ mệt. Không có xe. Ok, lấy chìa khóa, mở khóa. Không có xe ginh nặng mệt bà cố luôn. Với lại nó không có chỗ. Không có chỗ để. Bây giờ lấy xe đi về. Bảo hiểm vô. Ở Việt Nam mình nhiều khi làm gì có đội. Ở bên đây không đội cũng lông chửi. Mỹ mà, cái gì cũng Mỹ mà. Quay được. Sao quay nó bị cà giật thì coi nhức đầu. Ở đây ở xứ Mỹ này thật sự là mình thấy cái gì cũng không có thiếu, mà thấy cái gì cũng không, cái gì cũng có thì phải. Mình lớn lên ở miền Tây thiếu thốn nên mình càng thấy đầy đủ, mình không thấy vui mà mình nhớ lại cái thời thiếu thốn, nhớ hoài nên những người mà tha phương, những cô chú mà những anh chị mà đi trước rồi thì thật sự họ sống trên đất Mỹ thì sướng thì có sướng rồi đó, đầy đủ thì có đầy đủ rồi đó, nhưng mà mình nghĩ họ cũng nhớ, trong sâu thẳm của họ cũng nhớ nhớ quê hương Việt Nam, nhớ những ngày thiếu thốn, nhớ những cảnh khó khăn. Nhưng mà bởi vì khi mà người ta đã đầy đủ rồi, người ta sẽ tìm về những cái cảnh mà thiếu thốn hồi xưa để họ gợi nhớ lại quê hương. Mình chắc cũng vậy quá. Mình thích về nông thôn hơn, ông xã hay rủ đi những cái trung tâm thì mình không có thích nhiều lắm. Nói chung Mỹ này giờ đi đâu nó cũng vậy thôi. Cũng trung tâm mua sắm sầm uất. Mình ở ở Việt Nam á, thật sự mình cũng cũng thích về quê hơn là đi những cái trung tâm mua sắm lớn. Tại vì mình thích về quê dân dã bình dân. Ây da, mệt quá. Đạp xe đạp nó mệt quá. Để nấu cơm bữa nay hôm nay nữa rồi khủng long về mình tập lái xe, mình đi siêu thị mình mua nhiều hơn, lâu lâu điên lận thôi chứ đi hoài nó mệt. Không mà đi riết rồi nó cũng quen. Coi đường sáng đâu đâu cũng sạch sẽ, quay cho bạn già ở nhà coi, cho mình đang biết mình đang ở Mỹ như thế nào, cho cả gia đình mình cùng coi. Ai thích thì coi cũng được luôn. Nay là trời mùa hè mới đi xe đạp được đó. Cái đường này cũng đường nhỏ nên xe cũng ít. Cái đường này là đường xe đạp của mình, mà mình cũng thấy ít ai đi xe đạp, có mấy đứa con nít nó đi thôi, với lại mình đi thôi. Thôi quay cho các bạn biết bao nhiêu thôi ha, mình đi về thôi. Cuối cùng về tới nhà. Đây là sản phẩm của mình đi chợ và mình thích nhất, đó là một bó rau muống. Trời ơi, thèm có muốn chảy nước miếng luôn nghe. Xào tỏi quất chấm nước tương. Cho mình ăn thịt, thịt nhiều, tôm nhiều. Mình ăn cho có thôi chứ mình không có thích. Với lại mình mua mua nước dừa nè. Mình không biết nó giống cái nước dừa tươi mình không. Nếu mà mua trái dừa tươi luôn á, nhiều khi nó không có ngon mà nó mắc nữa, nó tới 3 đồng lận. Mình mua cái này coi nó làm sao. Uống thử coi nó làm sao, với lại uống coi người nó có mát không. Cái này sản xuất từ Thái, mình thấy mấy bạn giới thiệu ở trên Costco, cũng nói chung là mình không có vô đó nên mình xài thử cái này uống thử coi làm sao rồi mình nói. Vậy thôi nghe, bye.